trời chắc có chạy đốt hồi nào quá vậy. Cho gà vô mình xào nha. Cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê nha. Hôm nay mình sẽ làm gà xào lăn nha cả nhà. Sáng mình có đi chợ mình mua được con gà mái đẻ già nè cả nhà. Trứng nè ha. Ngon hết sức cả nhà ơi. Đây mình làm gà xào lăn ha. Giờ ông xã mình đã chuẩn bị để thui con gà giùm mình nha cả nhà. Thì sáng mình thấy con gà trứng không à. Cái đầu mình mổ con gà nó banh ra luôn. Cái mình không mổ mình móc ra thì nó hư cái trứng nó ổn ha. Có trứng già, trứng non luôn. Anh lấy cái thùng làm gì vậy? Chúng thui con gà đó. Được không trời, hồi đó giờ thấy thui gom, thui nó vừa không này thì mày đặt thui thùng giấy nữa. Ờ đó ở ngoài chợ đó, đó nó thui con mèo còn được. Vậy là học từ ở ngoài chợ đó hả? Ở ngoài chợ đó có gom, có gà gì đâu. Giờ gom mình đặt được không? Cần em qua em dịnh cho anh đấy. Để em rửa đi. Được không trời? Chắc được. Không được thì nó đi hỏi chính ăn luôn. Thôi lại. Đúng rồi. Cái này làm gà bó thùng nữa. Quá nó khi nào nó cháy nó khét luôn không? Nó khét ổn lắm nha. Rồi em dịnh cho anh làm đi. Vừa chi mí con này cho kẽm nó phải dây dây kia chắc không buộc được. Dĩa có nấu vậy là xong đó anh. Gì đâu. Thank you.
khác không? Cái dừa này rất thơm mỏng à. Đập đáy đi hả gọt. Còn sao được? Gót rồi. Gót lại, gót lại. Ngồi nè, làm lại anh cạo đi. Lá xả là trời có lá xả nó xả cái này bịch quá nó không tốt. Rồi con vé trước đi, nãy xả nó hư đập ra cái nó còn không được. Nhìn cái đấy là bữa hư. Ừ, nó hư cái mỏng này đó. Ồ, con la nó bắt mùi thơm rồi, nó thơm. Ra ngoài chơi đi, hồi nữa nấu chín cho hai cái giò. Ra. Rồi gà mình thui xong rồi nè. Giờ mình lấy xả này mình cạo cho nó ra hết ba cái khác rồi nha. Thui nó cháy, hơi đen. Giờ cái trắng này cũng chết, anh đem anh thui làm chi cho ra xì. Kiếm cái gì ta? Rồi, gà mình thui mình rửa xong rồi nè nha cả nhà. Giờ mình đi chặt nha. Tôi thấy đen đen nhìn thấy gì chứ ngon lắm cả nhà. Xào lăng thì phải thui gì nè, nó mới thơm. Rồi, trời trời, mình làm mình quyết định đi chứ. Tương cũ quá nó đang vui à. Củ hành này mình sắc muối cao luôn. Cái món xào lăng này thì mình nấu thì được ha, chứ mình làm nước mắm thì mình không bằng ông xã mình này. Ông xã mình làm nước mắm hay lắm. Làm hay mà ngon dở không biết à. Làm hay thì phải ngon chứ. Mấy món xào lăng là mấy ông nhậu làm hay lắm. Có củ cải nè, mình sắt, mình tỉa bông để cho nó
đẹp. Ở nhà mình thích ăn củ cải nha, mình để vô, còn cả nhà không thích thì khỏi cũng được. Ủa em chưa nấu nữa, anh chuẩn bị nước chấm rồi đó hả? Anh chấm cho lâu đó. Mà đâu, nó gì đâu phải rồi đâu. Rồi bây giờ gà mình đã chặt xong rồi nè, bây giờ mình ướp nha. Rồi bây giờ mình cho xả với ớt vô trước nè. Mình cho vô một ít tỏi băm luôn. Cho vô một ít bột ngọt. Cho vô một xíu đường. Có khoảng 2 muỗng canh đường ha. Tại xào lăn nó hơi ngọt ngọt. Rồi sau đó mình cho nước tương. Cái này là nước tương hột ha. Mình dắt mình lấy cái xác thì mình làm nước chấm. Còn cái nước này thì mình ướp vô gà luôn. Đỏ không? Đỏ lấy má rồi đó. Không anh ơi, em còn cà ri với ngũ vị hương nữa. Để chừng ngũ vị hương, để chừng không nữa được rồi. Cho vô đây khoảng nửa bịch cà ri nha. Cho vô nửa gói ngũ vị hương luôn. Xào lăn thì phải có ngũ vị hương nó mới thơm. Lên cho cái thấm. Lắc chiên rồi giờ đem đi làm lại hả? Gà nó có miếng mỡ ngon quá nè, mình bỏ vô mình thắng mình lấy mỡ gà luôn. Rồi mình thắng mỡ nó ra gì nè, giờ mình cho xả với tỏi vô, mình sấy cho nó thơm nha. Với tỏi đã thơm rồi nè, giờ mình cho gà vô mình xào nha. Thôi trời, còn xả cũng nằm không ta. Ớt có không? Chưa có ớt. Rồi thịt gà mình đã xào xong gì rồi nè, giờ mình cho cái nước cốt vô để mình xào nha, mình nấu. Rồi mình cho nước dừa tươi vô mình nấu luôn nha. Mình nấu nãy giờ á, mình cũng vừa nêm xong rồi nè cả nhà. Nó sắc xuống gì là được rồi ha. Giờ mình cho củ cải với củ hành vô, mình nhặt xuống nha. Chín rồi giờ mình để đây ha. Mình để đây một chút lên, mình đi đám giỗ rồi chờ mình con mình về ăn cho nó vui. Ở gần đây có đám giỗ cả nhà, ta đánh nhạc gầm gầm này. Giờ mình nhặt xuống mình để mình đi đám một chút rồi mình về. Con mình về rồi mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha.
Rồi cả nhà ơi, cái món gà xào lăn của mình đã làm xong rồi nè. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Chào cả nhà nha. Một bữa nay được món ăn ngon đám giỗ rồi. Quá trời thơm rồi. Món này hình như món này người ta đãi đám giỗ nè. Chiều mẹ đi đám giỗ mà. Đám giỗ. Cũng có món này nữa nè. Có hả mẹ? Ừ. Thôi mời cha mẹ ăn cơm, ở nhà ăn cơm nha. Mời cha mẹ ăn cơm nha. Đồ rồi. Hay không? Gà nhảy. Trứng này mẹ, trứng này mẹ. Dễ làm hai. Cho cha ăn nữa đi. Chấm thôi nè. Hay cha. Ngày mai đi ba trứng này dư rồi. Ăn đi mẹ, ăn đi. Ăn đi. Có gì thế? Bông đẻ. Bông đẻ phải không ạ? Có, ừ. Ừ. Gà nó ngon. Gà nó dai. Nó chấm ngon trời. Ngon. Nó chấm ngon quá. Nó chấm mà cha là chắc luôn. Cha làm à? Ngon. Dễ ghê luôn. Gà này dài dữ thôi. Nó sạch sạch. Đẻ mà. Nó sạch sạch chấm vậy nó mới dính. Cho cha. Ừ. Ừ. Cho cái mề nè. Gà nó dai ghê mà. Ừ, gà mới đẻ mà. Nó bự cơ sát thì cái mề chứ. Giống không gà giống vịt thôi mà. Ừ. Con ăn đi. Con này có nè. Mình thử miếng thịt gà xong ăn với mẹ ơi. Thấy sao, ngon không? Ừ, gà dai mẹ. Thịt ngọt ghê. Đúng rồi, nạo sao luôn coi. Nạo sao luôn mà. Ừ, nó dính. Nạp luôn. Ừ, vậy đó. Cái món này hơi thiếu ớt quá trời. Ừ, vừa được rồi. Cay quá. Cay quá mẹ, ăn được rồi. Cái gì? Không này, người ta luộc cho có cái lòng đào nè. Hôm nay em luộc chín quá. Dài cắn luôn đó tôi nè. Gà này là nhìn cái da nó già mà. Ăn cái nó cứng như da trâu. Cái da nó giòn á hả đây. Cắn mà nghe cục cục luôn á. Cái này mấy người trẻ ha. Còn răng này ăn phái lắm, cũng thấy bà già thôi chứ thua. Bà già gì ăn mới đã rồi nè, thịt nó ngọt. Gà xào lăn phải gì mới ngon nè. Bữa nay hai ba cái đám thôi mà. Hai ba cái đám. Chiều mày có nhậu không? Sao phải nghẹt nghẹt rồi. Giờ bà nhậu đó, uống rượu đó, uống không lại, uống không ấy nè. Có rượu vô cái nó bị... Ôi con mèo ai vậy ta? Mày bự lắm ta. Mày mướp bự lắm ạ. Nó lẹ lắm. Dịch luôn rồi kìa. Thấy mình một cái nó bay nha. Cái lưới ra là không hơi chứ. Cái dèo nó tuốt trên rồi hơi. Mèo của mình hồi xưa. Cũng như là còn hơn người ta nhảy cao nhưng mà không làm cái sạc. Ủa chị mày đâm vỗ ở đâu nè? Vỗ nhà thứ năm. Thôi nhà bác hai có hát không hả? Có, bác hai có rủ nữa mà. Hai ba đám một ngày luôn. Trời đất ơi. Bác hai là ngày mơ ngày mốt không ạ? Mơ ngày mốt. Rồi thứ năm có bữa nay không ạ? Ngày nhà thứ năm. Ngày bác hai mơ. Nó ăn cơm ngon á. Đúng không? Dữ thần luôn á. Biết không cha? Dai quá trời dai hả? Dai quá dai. Gà này nái mà. Gà nái hả? Quýt nè hai. Ừ. Không hẹt kìa. Ui nó dai quá vậy. Mình ăn cơm thì ngon đó. Có thèm bia không? Món này nhậu đâu đâu im. Nhậu người ta nhúng như là gạo á. Không mà cũng được, tại dai cái mình cắn cả cũng... cắn. Cắn ngon lắm á. Thơm quá. Này thui trước thôi mà. Thui mới nấu. Xào lăn mà phải thui chứ, giống như giá cày á mẹ. Ừ. Ủa, giá cày cũng nói luôn không ta? Thì nói đó. Dài quá phải gạt tay. Ừ, dài. Cái da đó mà ăn nghe cục cục luôn á, như da heo vậy đó. Giòn, sực giòn ghê á. Ừ.
nghĩ gà ủ muối tao lấy gà này quá lắm đó. Nó dai mà nó giòn sẵn luôn á. Tại ừ. Cái da này nó cứng rồi mà không cắt da, không cắt da. Cái năm nắng làm lớn gà dài thịt nó ngọt hay mà sao vậy? Rồi con trai em gu vậy? Dạ hết nổi hay gì. Cứng quá, cứng như không đứt rồi. Thử biết rồi cho mẹ. Mày làm mày vừa ăn ha. Nhưng mà mày cắm bánh mì chứ ngon hả mẹ? Cắm bánh mì ngon hả? Nhà tối quá mẹ làm ăn cơm. Cái gà này thì ở quán nó không bán ha. Tại vì nó bán không đắt á. Nó bán là gà chấm khựa. Chấm đá. Đúng chấm không? Đá nó bán là nửa con mà. Tại vì nó bán là nửa con nồi. Rồi chấm đá là gà người ta đá rồi người ta giặt nữa hả? Nó làm gà chấm cửa. Chấm cửa. Mà đặt chấm đá đá không đá ai biết đâu. Chấm đá người ta đá rồi. Chấm đá là người đá thua thôi. Ừ, đá cũng là nó khó kiếm mà. Thường ta nuôi cái ta bắt vậy ta thua cái ta đem người ta ăn không à. Bán lỗ. Mà con đó cũng 500 ngàn á, rẻ đâu. Mà đá sống bầm dập chứ. Thì mà ngon thì ngon. Nó dài. Ừ, dài. Đó có thằng Diễm nó bán quán mua gà trống cửa. Trống cửa thì con cũng ngon xèo. Nhớ hồi xưa anh mình mà nuôi mà con gà nào bự có trống cửa là nó chơi gà giả mua cái gà. Mà sao trở giờ bị trở lại bây giờ nó mua lại mua mắt. Sao gà nó sao gà. Giờ đó. Nó hốt ký. Hốt ký. Nó hốt ký nó gà. Ừ. Đó là bán là rẻ cái gà. Ví dụ như giờ em bán gà giống cửa thì em được có 10 tháng mới bán được, không bán làm sao. Bữa nay không chưa được, không có chừa đồ ra, chặt hết nữa. Chặt đó hết rồi. Quên chừa đồ. Quên chừa đồ dạ. Quên chừa đồ. Này thịt này cha. Con cạp mấy cái sụn nha, không phải cái sụn mà. Cái cần mấy đó giòn giòn ngon. Tính gà đó mình nuôi gà cái mình bán không em ạ? Ừ, đó nuôi bán. Gà gà chấm cửa này mình muốn được ăn thì một là nó trên cây gớt xuống mà được ăn. Nó gụm. Tới mùa gụm. Nó cũng có mùa gụm đàng hoàng chứ bộ. Những cái mà nuôi mà tới người ta lại người ta mua người ta chê con gà đó đá không được. Rồi mới được ăn nó. À, con thấy là thường thường tới mùa gió cái là trên cây xài cũng có bịt. Gà lụm nè. Cái giá này là gụm rồi nè. À, nguyên gà chống đem vô. Trời trở lạnh nó ưa bị hết. Mà cũng đậu hôm con đỡ nha. Cũng nửa đêm. Trời đó con gà mấy trăm ngàn là đâu để mang đâu. Ừ. Má. Mấy con thịt nấp chân hả? Ừ. Thấy cái da kìa cục cục đỏ lắm á. Ừ. Cái da có thui sơ sơ á. Ừ. Thơm. Có thơm nha. Ừ. Thơm dễ ghê luôn á. Cái cây đỏ của hành không à? Nướng là chấm bánh mì nè, hay là chan bánh mì á. Đúng rồi, cái này ngon á. Bún cũng ngon nữa, bún là hết bậy luôn á. Ừ, em lấy bánh mì. Ngon cơ ghi. Ngon, ít nhán không? Ừ. Béo hơn cơ ghi. Dạ. Cái chai con. Dạ 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 này đó số hầm xả với giá cày luôn hả mẹ? Sầu lăn luôn nè. Ừ, xả giá cày sầu lăn. Là mấy món khác ăn sầu nổi. Hầm xả là nước ngọt dữ lắm đó. Nước ngọt. Tại nó hầm ra lâu á, ra chất ngọt.
giờ. Giờ mình nhai không biết á. Không. Dạ dạ. Nãy giờ nó ngon. Con gà chắc là nó đẻ hết nổi tao bán rồi nè. Gà này gà bà ngoại. Gà bà ngoại. Có trứng còn trứng già luôn á thứ. Có trứng già nữa nè. Ừ. Kìa mày mặc ủa con gì mà chạy qua vậy? Mèo đó, mèo. Con mèo kìa. Bà đi bắt chưa giật hết nè mèo. Chạy mấy chuột mày. Chạy có nó đỡ chuột. Mày mình phát cái bào ngoài đó cho trống cho nó đi. Đi. Con chó nào la vậy? Trang cái phao câu không? Nè cho cái phao câu nè. Chó người ta. Nó còn nghe con ca sủa rồi đó. Ca sủa tiếng lạ mấy con chó khác. Con sủa nó gắt. Bung 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 bung. Ngó. Con kia sẽ ở trong không? Ừ. Ngó đó, bung bung không? Ừ, có đóng cửa rồi không? Để em ơi, nó mà như này không? Thôi là chắc hứa rồi. Ăn cơm ngon. Nay hay làm cơm đậu quá nè. Sạch nhà cơm rồi. Rồi cả nhà ơi, bữa cơm gia đình của mình cũng xong rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo. Chào cả nhà. Tới nhà nha. Ăn cơm ngon quá.